Ngày 25 tháng 4, Ả Rập Xê Út công bố kế hoạch cải cách tầm nhìn 2030, bao gồm một loạt các chính sách kinh tế và xã hội nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Kế hoạch sẽ thúc đẩy cải thiện việc quản trị, sự minh bạch và cải cách cấu trúc trong nhiều lĩnh vực, đồng thời chỉ rõ tham vọng và sự tự tin của chính phủ trong việc phát triển công nghệ và văn hóa. Trong khuôn khổ chuyến thăm Đức từ ngày 24 đến 25 tháng 4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham dự lễ khai mạc hội chợ công nghiệp Hanover. Tại đây, ông Obama và Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel đã bày tỏ quan điểm ủng hộ Hiệp định Đối tác Thương mại và Đầu tư Xuyên Thái Bình Dương TTIP và cho rằng hiệp định này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia hai bên bờ Đại Tây Dương. Ngày 25 tháng 4, phát biểu với báo giới tại thành phố Hanover sau cuộc họp với các lãnh đạo Mỹ, Anh, Pháp và Italia, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ cần phải được thực thi thông qua sự triển khai của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trên biển Aegean. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang đến với chuyên đề Thế giới sự kiện trên kênh truyền hình VTV. Vừa rồi là những thông tin nổi bật trong tuần được chúng tôi tổng hợp lại. Trong đó có một vấn đề được chúng tôi lựa chọn làm chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Trước hết chúng ta hãy đến với phần tổng hợp sau để hiểu rõ hơn về tình hình nhập cư châu Âu sau khi thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ đạt được và chính thức có hiệu lực. Theo Ủy ban châu Âu, trong vòng hơn một tháng kể từ khi thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ được ký kết vào ngày 18 tháng 3, đã có 325 người nhập cư bất hợp pháp được đưa trở lại Thổ Nhĩ Kỳ từ Hy Lạp và có 103 người Syria tị nạn hợp pháp được tái định cư tại EU. Vài tháng trước, mỗi ngày có từ 3.000 đến 4.000 người di cư vào các đảo của Hy Lạp, nhưng hiện nay con số này đã giảm xuống còn 50 đến 60 người một ngày. Các động thái của Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp phá rỡ đường dây kinh doanh của những kẻ buôn người. Các số liệu từ nhiều tổ chức quốc gia khác nhau đã xác nhận rằng số lượng người nhập cư và tị nạn đi qua biển Aegean đang suy giảm mạnh. Tuy nhiên, đến nay quá trình thực thi thỏa thuận bắt đầu bộc lộ một số khó khăn. Với Thổ Nhĩ Kỳ, hạn chế dòng người nhập cư tới châu Âu sẽ đòi hỏi phải bố trí lại bộ máy an ninh để ngăn chặn nạn buôn người. Còn với EU, để tái định cư cho hàng nghìn người Syria tị nạn hợp pháp tới từ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đòi hỏi phần lớn các nước thành viên phải nhận thêm người tị nạn nhiều hơn mức mà họ sẵn sàng chia sẻ cho tới nay. Để hiểu rõ hơn về thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ, tác động của thỏa thuận này đối với cuộc khủng hoảng di cư và người tị nạn tại châu Âu, cũng như vì sao thỏa thuận này có nguy cơ đổ vỡ, chúng tôi đã mời tới trường quay VTV giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, chuyên gia phân tích chính trị thế giới. Chê xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho VTV ngày hôm nay. Vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, như vậy là đã hơn một tháng kể từ khi EU và Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đạt được thỏa thuận về vấn đề giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư và tị nạn, và đã gần một tháng kể từ ngày 4 tháng 4, tức là ngày thỏa thuận này chính thức có hiệu lực. Trước khi đi sâu phân tích vào chủ đề của chương trình ngày hôm nay, ông có thể khái quát lại đôi chút về những điểm nổi bật nhất của thỏa thuận này được không? Vâng, về cái điểm nổi bật nhất trong cái thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ thì nó có 5 cái vấn đề chính. Vâng. Cái thứ nhất ấy là gì, là toàn bộ cái người nhập cư trái phép từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp và EU thì phải được trả lại Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy. Và mỗi một người bị trả lại như vậy thì phía EU sẽ đảm bảo cho Thổ Nhĩ Kỳ những điều kiện cần thiết để cho những người tị nạn tạm thời định cư trên Thổ Nhĩ Kỳ. Và cái tạm thời đấy tôi sẽ nói cụ thể tiếp theo. Cái thứ hai nữa là gì, là Thổ Nhĩ Kỳ là phải nhận hết tất cả những người mà EU đã trả lại hoặc Hy Lạp. Đổi lại thì Thổ Nhĩ Kỳ được cái gì? Thì đây là cái cuộc đàm phán rất là gay go, và có thể nói là EU cũng phải nhân nhượng từ 3 tỷ lên đến 6 tỷ euro, tức là nó gần khoảng 7 tỷ đô để nhận được cái khoản tiền hỗ trợ tài chính như vậy. Cái thứ ba nữa là Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị là nếu tôi làm được việc này thì EU phải làm một cái việc mà chúng tôi rất cần, đấy là miễn thị thực, có nghĩa là không phải visa Schengen như các công dân nước khác. Có nghĩa là gì, là công dân Thổ Nhĩ Kỳ từ nay trở đi có thể vào EU mà không cần phải thị thực Schengen. Một điểm cuối cùng nữa ấy, là cái một đổi một này thì người ta cho rằng là EU rất là đau đớn mà buộc phải chấp nhận một số điều kiện mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra. Để làm sao?
là nhanh chóng hạn chế đến mức tối đa nhất cái người di cư bất hợp pháp đi vào EU. Và còn một vấn đề nữa là gì, là Thổ Nhĩ Kỳ đòi hỏi phải thúc đẩy cái quá trình là EU để cho Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập là thành viên chính thức của EU. Đây là một cái điều mà có thể nói là Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn, nhưng cũng sức ép rất lớn cho EU, mà dưới đây những cái phần tiếp theo tôi sẽ phân tích. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về tính hiệu quả của thỏa thuận này đối với vấn đề nhập cư và khủng hoảng người tị nạn ở châu Âu hiện nay? Về tính hiệu quả của cái thỏa thuận này thì quả thật là trong một cái thời gian rất ngắn khi mà cái thỏa thuận có hiệu lực thì chưa có thể tổng kết được là cái tính hiệu quả của nó ở mức độ nào. Triển khai cái thỏa thuận này trên thực tiễn ấy, nó rất nhiều cái điểm vướng mắc. Nó vướng mắc không chỉ cho Thổ Nhĩ Kỳ mà nó vướng mắc cho cả EU nữa. Tức là về phía Thổ Nhĩ Kỳ ấy, thì là Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ không một lần ông đã nói đây là điều kiện tiên quyết vô cùng quan trọng đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Và nếu điều kiện này mà không giải quyết được thì có nghĩa Thổ Nhĩ Kỳ có quyền hủy cái thỏa thuận này. Rất căng thẳng. Và thứ hai nữa là gì, là ông yêu cầu là gì, là cái miễn thị thực này là phải được thực hiện đúng vào cái ngày mùng 1 tháng 6 năm 2016. Nghĩa là chỉ còn có một tháng nữa thôi. Vâng. Đúng không ạ? Và trong cái nhiệm kỳ 6 tháng của Hà Lan làm chủ tịch luân phiên Hội đồng châu Âu. Đó. Thì đây là một cái sức ép cũng rất lớn cho châu Âu. Đây là một cái không biết là bên phía châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thỏa thuận thế nào được với ngày giờ. Bởi vì EU thì không đơn giản là cái việc cấp visa Schengen hoặc là ông công dân Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ đi vào EU là không cần phải thị thực ấy. Thì cái số lượng người, nếu như về mặt lý thuyết ấy, 75 triệu người. Đúng không? 75 triệu người đấy mà đi khắp toàn bộ châu Âu ấy, thì đằng sau cái miễn thị thực ấy thì bao nhiêu là cái điều khó khăn, những cái điều rắc rối mà người ta phải đặt ra hỏi. Đó là gì? Nó ẩn chứa rất nhiều cái rủi ro cho EU. Nó ẩn chứa rất nhiều cái khó khăn, thậm chí là hiểm họa cho EU. Bởi vì trong số 75 triệu công dân EU, công dân của Thổ Nhĩ Kỳ ấy vào đấy, khó ai biết được rằng trong số đấy có bao nhiêu phần tử khủng bố. Đúng không ạ? Rồi là gì, là những cái phần tử khủng bố đó, nó từ Syria, từ các nước Ả Rập vân vân, hiện giờ đang ẩn náu ở Thổ Nhĩ Kỳ. Đúng không ạ? Nó chưa lộ mình. Nhưng mà nhân cái cơ hội này thì rõ ràng là một cái hiểm họa vô cùng to lớn. Đấy. Chưa kể đến những thành phần khủng bố như ông vừa nói thì cũng có thể nói là sự chênh lệch về trình độ nhận thức, trình độ văn hóa cũng như là sự khác biệt về ngôn ngữ cũng tạo ra vô số những rào cản. Vâng, đúng ạ. Nó không chỉ như vừa rồi chị nói. Vâng. Còn một vấn đề nữa là gì, là châu Âu một cái nơi văn minh của loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là không có sự phân biệt. Phân biệt sắc tộc. Vâng. Phân biệt tôn giáo. Đúng không? Chủng tộc. Và nhất là gì, là cái nơi mà cái lò lửa như thế. Được. Thì người ta rất là cảnh giác đề phòng và đồng thời người ta nghi ngại. Với việc hai bên tỏ ra có những yếu tố không thiện chí như vậy thì theo ông thỏa thuận này cho đến nay đã được hai bên thực hiện như thế nào? Phía EU, phía Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mọi người đều biết đấy là đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ thì đây là cơ hội từ lâu mà họ mong muốn được đi vào EU. Thế còn với Tổng thống, với Thủ tướng thì có thể gọi là đây là lá phiếu ủng hộ nhiệm kỳ vững chắc hơn hiện tại cho ông ấy và những nhiệm kỳ tương lai gần đây. Và EU thì lại bị chịu sức ép rủi ro không nhỏ như nói ở trên rồi. Đúng không ạ? Nói một cách văn hóa là châu Âu phải thỏa hiệp với Thổ trong cái sự đau đớn. Theo như các cái thông tin của các nhà ngoại giao nói lại là gì, là có tới 72 cái thỏa thuận lớn nhỏ. Thế nhưng mà hiện giờ thì hai bên là chưa thống nhất về cái con số thực hiện. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng là chúng tôi thực hiện được tất cả rồi, đầy đủ rồi. Vâng. Thế nhưng mà phía châu Âu thì người ta bảo mới được có 30 trên 72. Tức là mới được non nửa. Đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là gì, là cái việc mà bỏ miễn thị thực cho Thổ Nhĩ Kỳ ấy thì cũng phải
tuân theo những cái quy định của EU, và Thổ Nhĩ Kỳ không phải là trường hợp ngoại lệ. Đúng không? Và cái việc nữa là gì, là việc mà Thổ Nhĩ Kỳ còn gây sức ép là thảo luận 5 vấn đề lớn nữa. Cụ thể? 5 vấn đề lớn nữa, rất nhiều vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội mà đặt ra cho EU phải nói là cực kỳ đau đầu. Và trong đấy, cái 5 vấn đề đấy nó liên quan đến cái việc là buộc EU phải kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ. Thế nhưng mà cái việc kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ như là các cái nước của thành viên EU ấy và các nhà lãnh đạo ấy, họ nói rằng là gì đấy? Nhanh lắm cũng 5 đến 10 năm nữa. Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ thì không muốn là thời gian lâu như vậy. Thì đây là một cái sức ép vô cùng lớn. Thì tôi cho rằng là gì, là nếu như không thỏa thuận được và đôi bên không thiện chí được thì cái nguy cơ đổ vỡ cũng khá cao. Như vậy có thể thấy là mỗi bên đều có lý lẽ của mình. Đấy. Cả EU và Thổ Nhĩ Kỳ đều mong muốn thúc giục đối phương tuân thủ những điều kiện mà mình đưa ra. Và đó là lý do mà giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn nhận định là thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ có nguy cơ đổ vỡ. Hiện đang có nhiều hoài nghi về tính khả thi của thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ về người di cư. Ông Michele, chuyên viên cấp cao thuộc cơ quan cố vấn quỹ Marshall, Đức cho rằng EU tối đa chỉ có thể thực hiện phần tài chính cho thỏa thuận nếu Đức chi trả phần lớn trong số 3 tỷ euro, khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ hứa dành cho Ankara để hỗ trợ người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cho tới nay mới có 16 trên 28 nước EU thực hiện cam kết về tài chính với tổng số tiền là 1,61 tỷ euro trong tổng số 3 tỷ euro theo kế hoạch dành cho Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ người tị nạn. Nhiều tổ chức về nhân quyền cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một đất nước an toàn với người tị nạn. Có những báo cáo từ Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền về những người không được phép vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria hoặc thậm chí bị trả về. Có các báo cáo về những người không có quyền tị nạn, về các điều kiện giam giữ ở Hy Lạp. Có những người thậm chí còn không có đủ thức ăn. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những ý kiến lạc quan về việc thực hiện thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng Đức Angela Merkel, đồng chủ xướng thỏa thuận cho rằng có thể có những thất bại và những thách thức lớn về luật pháp, song bà hy vọng thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ có động lực không thể đảo ngược. Biên giới ở Balkan đã đóng cửa, hoạt động buôn lậu đang diễn biến xấu. Nếu chúng ta không làm gì, Hy Lạp sẽ trở thành một trại tị nạn khổng lồ với hàng trăm ngàn người bị mắc kẹt. Đó là những gì chúng ta cần phải giải quyết. Thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ, theo quan điểm của tôi, là con đường để giải quyết vấn đề đó. Theo tôi thì cái thỏa thuận giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ xung quanh vấn đề người nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu thì không thể đổ vỡ được. Bởi vì cả Liên minh châu Âu và cả Thổ Nhĩ Kỳ đều rất cần nhau. Theo tôi nghĩ thì cái thỏa thuận này nó cũng khó bị đổ vỡ, bởi vì trong cái cuộc họp gần đây nhất của G5, nghĩa là Pháp, Đức, Anh, Italia và Mỹ, thì Tổng thống Obama cũng đã lên tiếng rất là ủng hộ cái việc ngăn chặn cái dòng người này. Và tôi nghĩ với G5 mà làm quyết liệt thì tôi nghĩ là họ sẽ có cách để cứu vãn cái thỏa thuận này nếu nó có nguy cơ đổ vỡ. Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Cảnh Toàn, ông có thể phân tích cụ thể hơn cho khán giả được biết là những yếu tố chính nào khiến cho thỏa thuận EU-Thổ Nhĩ Kỳ đứng trước nguy cơ đổ bể? Những cái yếu tố chính thì nó phụ thuộc cả hai phía. Nó cũng bắt nguồn từ cả hai phía. Vâng. Bởi vì những 72 cái nội dung thỏa thuận đấy thì rất nhiều điều mà mỗi bên đều phải cam kết. Thế về phía Thổ Nhĩ Kỳ, khi anh nhận 7 tỷ đô, khi anh công dân anh được vào EU rồi thì rất nhiều cái điều kiện thuận lợi Thổ Nhĩ Kỳ, thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng ép lực rất to lớn không nhỏ, thậm chí có thể đảo lộn những cái vấn đề chiến lược mà cái chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu là ông Tổng thống Erdogan, ông đã đề ra trước. Những thỏa thuận đấy, những cái chiến lược đấy là quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với các nước quốc gia láng giềng với chủ nghĩa khủng bố, rồi là vấn đề phát triển trong quan hệ mới với EU, đặc biệt có những cái khó khăn là những định kiến của EU. Những định kiến của EU đối với Thổ Nhĩ Kỳ khá nặng nề về tôn giáo, về sắc tộc, về dân chủ. Erdogan nói rằng cái dân chủ ở châu Âu ấy, một lần nữa thất bại,
không bằng cái mà châu Âu lại phê phán Thổ Nhĩ Kỳ là không dân chủ. Và Erdogan nói rằng là cái nền dân chủ của phương Tây EU đối với Thổ Nhĩ Kỳ không có ý nghĩa, mà chính Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xây dựng một cái nền dân chủ riêng cho mình và tương thích. Thứ hai nữa là gì, là cái khó khăn là như chúng ta đều biết là Cộng hòa Síp ấy, là luôn luôn ngăn trở Thổ Nhĩ Kỳ rất nhiều điều trong cái thỏa thuận này, mà đặc biệt là cái thỏa thuận là trở thành cái thành viên chính thức của EU. Bởi vì cái quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Síp thì trong lịch sử quá căng thẳng rồi. Đúng không? Thế còn về phía EU thì phải nói là cũng rất là khó khăn. Khó khăn là thế này, cái việc thỏa thuận cái thực hiện cái thỏa thuận này thì không tài nào có thể kiểm soát được cái dòng người vẫn tiếp tục bằng con đường này bằng con đường kia vẫn tiếp tục vào EU, mà nó không đi vào con đường các cái cửa ngõ chính thống, mà nó đi qua những cái cửa ngõ khác mà có thể do cái nạn buôn người, có thể do cái mafia tổ chức, hoặc có thể do một cái gì đó mà người ta không thích ở lại Thổ Nhĩ Kỳ và người ta bằng mọi cách người ta vượt biên người ta sang EU. Thế thì quả thực là EU hiện giờ là khó có thể ngăn chặn được 100%, và Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn ngăn chặn nhưng không thể mà ngăn chặn được, bởi vì cái biên giới cũng khá rộng với các nước. Thế còn Liên Hợp Quốc thì không ủng hộ chuyện này. Liên Hợp Quốc cảnh báo là có thể đi ngược lại luật pháp quốc tế, và ngay luật pháp châu Âu cũng bị vi phạm. Là vì sao? Nguyên tắc người tị nạn ấy là anh đặt chân đến đất nước nào ấy, là nước đó phải tiếp nhận. Anh không có quyền là dựng hàng rào dưới thép gai, dùng lực lượng vũ trang để ngăn cản, hoặc xua đuổi người ta trở lại nơi bản quán, hoặc là cái nước thứ ba nào đó. Vâng. Đặc biệt là xua đuổi về cái gốc xuất phát. Thì đó là cái luật mà Liên Hợp Quốc người ta cảnh báo đối với cả châu và đối với cả Thổ Nhĩ Kỳ. Và hai nữa là quan điểm của châu thì nói rất là rõ này. Chúng tôi rất muốn, nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng phải thực hiện như chúng tôi. Mà Thổ Nhĩ Kỳ thì lại gây sức ép lên đâu, nói rằng là bây giờ là tiền các anh phải cung cấp đầy đủ kịp thời. Và mùng 1 tháng 6 này là các anh phải tuyên bố là công dân Thổ Nhĩ Kỳ tự do vào EU. Thế nhưng mà ký thỏa thuận như vậy, thế nhưng mà 28 nước đấy, đúng không? Không phải người ta tất cả mọi người đều đồng tình ủng hộ cả. Cái khó là chỗ đấy. Và sắp tới đây là gì, là chắc chắn là EU là phải đau đầu mà họp để mà tìm cái tiếng nói hiệp thương để có thể giải quyết được vấn đề này. Có thể tôi cho là đúng hạn, cũng có thể là không đúng hạn, nhưng cuối cùng thì có thể vẫn thực hiện được chuyện đó. Nhưng mà nếu mà không hiệp thương được, và nhất là sắp tới nếu mà dân người ta đứng lên biểu tình, người ta phản đối, thì tôi cho rằng là gì, là cái thỏa thuận này mong manh lắm, có nguy cơ bị đổ vỡ. Vậy trong trường hợp thỏa thuận này đổ vỡ thì điều gì sẽ xảy ra thưa ông? Câu hỏi cũng rất là thú vị mà cũng là khó trả lời. Tôi cho rằng là gì, là riêng cá nhân tôi ấy, thì tôi hy vọng nó sẽ không đổ vỡ. Và tôi cũng không mong sự đổ vỡ. Vì sao tôi hy vọng và tôi không mong sự đổ vỡ? Là bởi vì thế này này. Thứ nhất là nếu đổ vỡ thì cả hai bên đều không có lợi cả. Cả Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy, cả EU cũng thế. Và cái tiếp tục cái làn sóng di cư tị nạn, chính trị kinh tế lại tiếp tục. Và lúc đấy thì rõ ràng là cả Thổ Nhĩ Kỳ, cả EU đều lúng túng đối phó với nó. Và nếu như mà cái thỏa thuận này ấy, mà nó đổ vỡ ấy, thì tôi cho rằng là không chỉ ảnh hưởng đến Thổ Nhĩ Kỳ, đến EU, mà nó ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề của thế giới. Bởi vì ngày nay là thế giới phẳng. Tất cả những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, tất cả nó đều ảnh hưởng lẫn nhau, nó có tương quan tác động lẫn nhau. Một châu Âu mà không ổn định thì chắc chắn là nhiều nước khác cũng sẽ khó khăn. Một Trung Quốc không ổn định cũng vậy, một nước Mỹ không ổn định cũng vậy. Một cái sự kiện lớn xảy ra ở bất kỳ một nước nào thì đều có tác động lớn nhỏ ít nhiều đến các quốc gia khác. Vì vậy tôi cho rằng là gì, là mong cái thỏa thuận này nó đạt được, mặc dù nó còn rất nhiều trở ngại phía trước. Cảm ơn ông về những phân tích, những bình luận và những thông tin ông đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn ông đã tới trường quay VTV ạ.
Dù đã nỗ lực đưa ra các giải pháp, song cuộc khủng hoảng mà châu Âu phải đối mặt vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thêm vào đó, ngay cả khi đã sang được châu Âu, liệu cuộc sống của những người tị nạn có tốt đẹp hơn như họ mong đợi và mường tượng hay không? Bởi thực tế thì châu Âu cũng đang đau đầu với những bài toán riêng của họ như lạm phát giảm, tăng trưởng trì trệ. Vậy đâu là lối thoát cho châu Âu hiện nay? Đến đây chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.